funnygame.vn, sao Bắc Liên Quân, PUBG, giá rẻ, uy tín. Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình, Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là kết hợp máy bay nha. Và hôm nay là tập tiếp theo và hôm nay chúng ta sẽ cố gắng kết hợp sang những cái loại máy bay xịn hơn. Mình sẽ lắm máy bay level 4 này. Quá lắm máy bay level 4 luôn đi anh em. Level 4 này, kết hợp với nhau hai level 6 này. Có level 7 không? Hai level 5 này. Hiện tại là không có level 7 ở đây. Chúng ta thì sẽ lấy thêm game từ cái quest nha anh em. Mother Plan, ui, nắm game thế. Cái game qua mình dùng cái gì mình mua mất cái gì ấy nhỉ? Và sao hôm nay có tí game rồi ta? Ít game quá nhỉ? Hiện tại mình đang level máy bay cao nhất là level 10-13. Hôm nay mình sẽ cố gắng lên thêm hai đời level cho cái này nữa. Cho cái này nó khỏe hơn không? Bây giờ mình có thể mua cái Rise, xem quảng cáo và có thể mua được nó luôn anh em ơi. Cái kia thì nó sẽ bán với giá là mấy game ấy. Cái game Ulala này hôm qua mình tìm mãi mà không thấy anh em. Ăn trộm trứng khủng long. Để đây nó sẽ nở ra khủng long à. Đúng rồi, nó sẽ nở ra khủng long anh em. Nhưng vấn đề là cái game này nó khá là dị, nghĩa là chưa có mặt, chưa xuất phát hành anh em ạ. Mà nó đã, đây, đăng ký trước đây. Đăng ký trước để nhận 5.0, what the hell. Game này chưa ra mắt đã 5.0 rồi. Tự đánh giá cho chính mình nhỉ. Nhìn bựa nhỉ. World Ride 1. Ok, chúng ta có thêm một cái máy bay nữa. Máy level 4 thì nó khá là vô dụng. Vì nó khá là vô dụng luôn. Level 10. Hay. Thêm một cái ô nữa bên này. 4k. Xem thêm quảng cáo lấy thêm tiền thôi. Thôi thì dĩ nhiên. Level 10, level Tap Hero. Kết hợp cái này cũng dạng kiểu Merger này anh em ơi. Kết hợp này. Cái này cũng hay ta. Tap Hero. Mình thấy nó cũng hay. Nó kết hợp quái cái kiểu gì ý. Nhìn trông cũng hay phết. Chúng ta sẽ có hòm. Level 5, level 9, level 5. Kết hợp 2 level 5 này, level 6, level 7. Level 7, kết hợp với nhau thành level 8. Level 8, 2 level 9 kết hợp với nhau thành level 10. Đấy, ok. Rồi, tiếp tục vào đi thôi. Tiếp tục lên đường nào. Có cái gì không nhỉ? Kiếm thêm game. Kiếm thêm 3 game bên này nữa. 5 game, tổng cộng là có 5 game nha anh em. Tổng cộng là cho có 5 game rồi. Shop chúng ta sẽ World Rise Dolphin. Ok, Dolphin 6 game. Hết tiền luôn ạ. Fuck. Hết tiền luôn anh em. Dolphin là máy bay cấp 11. Ui. Thêm máy cấp 12 nữa cho sắp lên được level rồi anh em ơi. Vàng kiếm là nhiều. Shop thì sao ta? Shop ta mua cái này với giá 6k. Nó là rẻ. Được hai máy bay anh em. Được hai máy bay à? Khá là cùi ta. Cái này cũng kiểu dạng kết hợp giống kiểu Hachimon ta. Kết hợp kiểu này hay nhỉ. Tap Hero tiết thử tải. Như cái này mình chơi rồi. 9999 đánh đấm gì? Nhiều quái vật thế, nhiều thiên sứ vậy. Nhìn kinh vậy. Ok, level 10, thêm một tiêm kích level 10 nữa anh em. Ok, level 11. Đây rồi. Cuộc đời lại đẹp rồi. Cuộc đời lại đẹp rồi anh em. Sẽ thành máy bay gì? Máy Canon. Rồi ôi, ghê đấy, speed nhanh hơn chăng. Ghê đấy. Chưa có thêm level nữa. Đi nào, lên đường thôi. Mình có level cùi này. Mình vẫn phải kết hợp với nó. Biết làm sao đây. Chúng ta sẽ đi mua thêm máy bay. Ui, World Ride bây giờ sẽ là 14k. Fuck. À thế. Ui, đi lên 14k rồi anh em ơi. Đắt thế. Đắt thế ai chơi mày. Lúc trước là level 11 rồi. Level 14 này, để đây. Rất nhiều phi cơ hạng nặng anh em. Nhưng vẫn thiếu. Bây giờ mình muốn lên thêm một cái đời máy bay nữa cơ. Thì làm thế nào đây? Rank của mình đang là 7.000 thế giới anh em ạ. Rank này. Cái này mình không 260.000 vàng à. Có cái gì đó đang xuất hiện. Mình 553. Sao lại được dẫn đầu sao ta? Không thể hiểu luôn. Mình lại được thứ 7.000 thế giới. Oh. Wow.
có cái tàu vũ trụ anh em, chúng ta sẽ kiếm được thêm gấp 5 lần coin trong vòng 60 giây rồi không xem nhỉ. Thế sao giờ này nó hay quảng cáo cái game Tap Tap Hero ấy đấy nhỉ. Chính là game này khá là thú vị ở đây này, nó quảng cáo nhiều như vậy. Level 9999 Max level luôn à. Kinh vậy. Tắt ngay đi gái. Rồi chúng ta kiếm thêm được khoảng. Rồi đang đi rất nhanh. Level 10, mấy cái này xong cho ra ngoài. Mà đi bớt đi. Ta đang kiếm rất là nhiều tiền đây. Gọi về tiêm kích. Ok. Level 7. Hai level 11 kết hợp với nhau anh em. Hai level 12. Chúng ta thiếu một level 10, 14 nữa thôi là sẽ lên được. Ok, lên nào, 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 lên nào. Thêm mua thêm shop anh em. Mua thêm shop, tiền không thiếu. Sau một ngày tiền không thiếu, what the fuck? Gun of Glory, game gì đấy? Lại game nhập vai hay game gì đấy? Ok, sao được mỗi một cái vậy? Do đó mình mua nhiều lắm mà. Chưa kịp mua anh em. Hết máy bay, hết máy bay, hết máy bay. Bây giờ mình có máy bay nè. Bây giờ máy bay mới mới về đây. Hết tiền rồi, hết nhân tiền rồi. Đời lại nhỏ rồi. Thật là máy bay level 5 nhỉ, mình bán bớt máy bay level 5 đi bây giờ đấy, nhìn trông ghét thật. Level 8 nè, cái thằng lên level 9 nè. Có level 9 không? Không có. Hai level 10 nè. Hai level 11 nè. Ây à, càng lên cao càng khó. Càng lên cao càng khó anh em. Lên level 13. Khó phết đấy, không phải đơn giản đâu nha. Có cái speed nhân 2. Phải xem quảng cáo. Đáng lẽ phải xem gấp 5 lần tiền xong xem quảng cáo các kiểu vào bonus. Cái này không xem này. Cái này là cùi bắp nhất này anh em. Đây không xem cái đấy. Speed nhân 2 free shop. Mình có thể mua cái này được này. Chết rồi. Mẹ nhỏ rồi. White Philip. Mình không muốn mua, không xem, xem cái kia. Mình muốn lên thêm level nữa anh em. Level 10. Thiếu quá nhiều máy bay. Thì tôi phải làm sao đây? Hết game rồi. Càng ngày càng khó lên anh em ạ. Không phải đơn giản. Càng ngày càng khó và phức tạp hơn rất là nhiều. Mình tưởng là sẽ là dễ nhưng mà thực ra là không dễ tí nào cả. Watch, chúng ta sẽ xem quảng cáo 3 cái S sẽ xem nó ra cái gì không. Nhìn hay đấy nhưng mà vấn đề mình có kết hợp được không? Xem Paul. Kết hợp với xem tao. Tắt ngay. Xoay nào. Và chúng ta sẽ ra đó chính là 150 giây. Cái gì đấy? 150 giây gì đấy? Speed nhân 2 cho 150 giây à? Mình giống kinh đấy nhờ. Nó không ăn thua lắm. Thật ra không ăn thua lắm đâu. Có cái level 4 ở đây nhìn trông nó khá là tù nhờ anh em. Có một cái level 4 ở đây. Tốc độ đang rất tốt. Đừng bảo là thêm cái hòm nhá. Bờ 60 giây. Ôi xem luôn. Kiếm gấp 5 lần vàng trong 60 giây mà đang được tăng cái độ speed lên thì còn gì là tuyệt vời hơn đúng không? Tốt hơn rất là nhiều. Xem tao cùi mía. Con xe tao cùi mía này. Earning kiếm khoảng 5 lẫn thêm coi rất nhiều. Ui ôi. Nó gọi là dã man. Wow. Free shop. Vàng về cứ gọi là như là ấy luôn anh em ạ. Nhiều thật. Máy bay đang để không này. Cho ra ngoài đi. Cho ra ngoài học tập đi. 100k. Không có tiền để mua cái này luôn anh em ạ. Loạt đình lại có quảng cáo. Sao lắm quảng cáo thế? Nghe quảng cáo vậy. Cái quảng cáo nhiều hơn trên iOS thì phải iOS ít quảng cáo hơn. Ai đau đầu phết nhờ. Như vậy là mình sẽ full nhá. Full được máy bay 10 máy bay. Đang được bay liên tội. Vàng về gọi là liên tục luôn. Cấy tiền khá là nhanh. Không biết là còn hết chưa, trong 1 phút thôi. Gấp mấy lần ấy. Ôi. Đấy, cô phước cho anh em nó tặng mình cái gì đó. 193k. Ui xem luôn anh em. Tự tặng tiền này.
để mua thêm máy bay. Như vậy là vẫn không đủ, chắc chắn với anh em là vẫn không đủ máy bay. Mua đắt lắm ấy, kỹ thủ luôn. Thì nó dám khoảng 100.000 cho một cái. Mua cái rẻ anh em. Đây, cái này phải xem quảng cáo này. Đây, cái này giá có bao nhiêu đồng này? Cũng phải đắt lắm. Thà mua cái này còn hơn. Mình sẽ kết hợp những cái nhỏ nhỏ này sẽ tạo ra cái xịn xịn hơn. Vẫn được quảng cáo cái game Ulala này mà mãi mà không được chơi ta, khá là buồn. Game Ulala này mãi mãi mà mình không được chơi nhỉ. Ok, chúng ta sẽ tắt nó đi vậy. Adventure gì gì đó. Rồi, chúng ta có cái World Ride 1. Mình sẽ mua nhiều đấy. Lần này sẽ mua nhiều. Trời ơi, level 4 nè. Tôi gọi mày về, tôi bán mày đi. Lợn nè. Tiêu kích level 9. À, mình có 2 level 9 này anh em. Nhưng mà đấy có level 10 nè. Lên dần dần vậy, biết làm sao. Có 2 level 5 này. Bonus kiếm thêm được 5 trong vòng 60 giây nữa anh em. Làm tất cả để có thể lên level cho mấy cái kia. Làm tất cả mọi thứ để lên level cho những cái còn lại. Tí em có một tựa game cũng khác cũng khá là hay và tí em sẽ giới thiệu cho anh em nha. Tí em giới thiệu xong. Không biết là anh em level bao nhiêu rồi. Mình hiện tại level 14 là cao nhất cho các loại máy bay của chúng ta. 14 là cao nhất rồi. Earning 5, thêm 5% đó, ok. Kiếm, cá kiếm ngay. Mua. Đây. Ui, tôi tặng tận 4 máy bay anh em ạ. mua tặng 4 luôn ạ. Tội gì không lấy nhỉ. Không lấy là một cái gọi là quá lãng phí. Mình sẽ lên level 15 trong lần này nha. Lên được 2 level là quá ngon rồi. Đúng không? Phải nói vậy, phải quá ngon. Cho có tiền nhưng mà mình dùng tiền nó lãng phí quá. Bây giờ thành ra là ít tiền. Không ăn thua luôn. Bây giờ dùng tiền tiết kiệm anh em ơi. Để có thể lên được level cao hơn. Cái kia bây giờ mua đắt lắm rồi. 4 cái nhá. What the fuck. 5. Level 6 kết hợp anh em. Level 7 kết hợp này. Level 8 rồi. Có level 8 đây không? Tiêm kích kết hợp thành level 10. 2 cái level 10. 2 cái level 11. 2 cái level 12. 2 cái level 13. Level đấy anh em ạ. 1,3k và kiếm thêm được 3 game. Rồi. 2 cái level 13. 2 cái level 14. Và chúng ta sẽ có máy bay mới. Ten. Máy bay dị vãi lều anh em. Đây máy bay gì đây? War Thunder có một cái event gì đó. Fuck, đây là cái gì? Mình không biết nó là cái gì luôn. Bây giờ chúng ta được tặng level 6 rồi. Cho lên một gọi là một cái tầm cao mới rồi anh em. Cái này Dolphin giá là 49k dành cho cái này. Hết tiền luôn ạ. What the fuck. Máy bay mới nhìn trông xịn sò nhờ. Đấy anh em thấy không, máy bay đấy, chúng ta có 13 luôn anh em ạ. Có ngay level 13 luôn anh em. Chỉ quan trọng là anh có tiền hay không thôi. War Thunder là sự kiện gì đây? Có event anh em ạ. Merger Plan nhìn hay ta. What the fuck, cái gì đấy? Đây là thêm một loại mới à? Đây là loại máy bay mới anh em ơi. Đây là loại máy bay mới, là có sự kiện mới trong này nữa. Level 2 này. Dành cho mấy cái... hay. Rồi ta sẽ có 2 cái để cùng đánh luôn. Ten. Hay nha. Claim này. Thêm 3 game này. Nhiều thứ phết nhờ để ta có thể khám phá ra. Shop này. Watch để có thể xem được quảng cáo. Để có thể là kiếm thêm được
Nhưng mà ta sẽ có hai đường bay, tổng cộng ta có hai đường bay nhá, thoải mái mà chiến. Tournament mình đang đứng thứ 125 à, 28 tiếng nữa, nếu mà rank càng cao thì nó sẽ được càng nhiều cái kim cương. À thì ra là như vậy, thì ra như vậy, rank càng cao ta sẽ kiếm được càng nhiều kim cương anh em ạ. Cái hay nha, chúng ta có một loại máy bay mới này. Kết hợp. Cái này nó cũng giống như kiểu kia, nhưng mà như kiểu ta chơi từ đầu anh em. Đó, ok. Làm sao mình có thể đuổi kịp con kia được, còn 28 tiếng nữa cơ mà. Tôi trở về nhà tôi đã. Tôi trở về nhà không ta? Return này, đây. Có hai sự kiện liên tục sẽ diễn ra anh em ạ. Hai sự kiện liên tục diễn ra nha. Kể đi. Không cần quan tâm. Rồi ok thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Murder Plan. Xin chào gặp lại nha. Bye bye.